Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng, mà rằng: trong thành kia có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể người ta. Trong thành đó lại có một bà quá đến thưa cùng ông ấy rằng: xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù. Trong một thời gian lâu dài, ông không chịu, nhưng sau đó ông nghĩ rằng: mặc dầu ta không kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng kính nể người ta, nhưng mụ quá này cứ quấy rầy ta mãi, nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến lải nhải mãi làm ta nhức óc. Rồi Chúa Giêsu phán: các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương nói đó. Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ người tuyển chọn hằng kêu cứu với người đêm ngày mà khoan giãn với họ mãi sao? Thầy bảo thật các con, Chúa sẽ kịp giải oan cho họ. Nhưng khi con người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng? Đó là lời Chúa. Kính thưa quý bà và anh chị em rất thân mến, bài đọc 1 cũng như bài tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta kiên trì cầu nguyện và cộng tác với Thiên Chúa để những ơn thánh của Thiên Chúa đến trong cuộc đời của chúng ta. Vậy chúng ta cầu nguyện thế nào và cầu nguyện có cần thiết không, thưa quý bà và anh chị em? Trong bài đọc 1 chúng ta nghe là khi ông Môi-se dẫn dân vượt qua biển đỏ tiến vào sa mạc để đánh quân A-la-mách, thì chuyện buồn cười như thế này là khi nào ông giang tay lên như vậy thì dân Israel làm sao? Thắng. Mà khi ông thả tay xuống thì dân Israel làm sao? Thua. Mà tay của ông ấy thì cầm cây gậy, cây gậy biểu tượng quyền năng của Thiên Chúa. Mà khi ông ấy giơ tay lên và ngồi trên cục đá, tảng đá, thì dân Israel thắng. Quý ông bà anh chị em với con, mình bảo ủa, tại sao Thiên Chúa của chúng ta là đấng toàn năng ngày giỏi như thế, ngày làm một cái nó thắng luôn đi rồi, cần gì phải mất công cứ giơ lên giơ xuống để mỏi tay nữa, đúng không? Quý ông bà anh chị em phải suy nghĩ điều đó. Rồi thứ hai, trong bài tin mừng, nếu chúng ta biết rằng Thiên Chúa là tình yêu, chắc chắn một điều như thế, Ngài là tình yêu, vậy thì Ngài ban cho chúng ta toàn điều tốt lành đi, cần gì phải xin nữa, mệt đi, đúng không? Vậy thì chúng ta phải hiểu thế nào, thưa quý bà anh chị em? Chúng ta hiểu được thế nào là cầu nguyện cần thiết trong đời sống của chúng ta, và cầu nguyện sẽ đem lại những hữu ích gì cho chúng ta. Con mời hôm qua, thưa quý bà anh chị em, thì con đi dâng lễ an táng cho một cụ ông 84 tuổi ở bên Medford. Thì con thân với cái anh đấy cũng từ hồi con còn làm thầy, và anh ta cũng tốt lành lắm, có hai đứa con, một đứa con trai, một đứa con gái. Mà con biết anh này rất thân với cái chị mà bố của chị ta mất đấy. Thì con với ngạc nhiên con hỏi anh ta: ủa, tại sao hôm nay lễ đám tang của cái bác này mà nhà anh có mình anh đi dự đám tang thôi, sao không cả gia đình vậy? Tại vì em biết là ông này ông nâng đỡ gia đình anh lắm mà. Anh nói với con như thế này, mà có lẽ cũng là chính mỗi người chúng ta. Anh nói: cha ơi, mặc dầu thứ bảy nhưng bà vợ của con bái đi làm overtime để được 2 lần tiền. Rồi con vừa rob off một đứa con đi học đánh đàn, còn một đứa con đi chơi thể thao. Xong sau lễ này là con lại đi đón 2 đứa con của con để đi học võ nữa. Người Việt Nam của chúng ta là vùng này có học võ đúng không? Con mới hỏi: tại sao anh cứ lu su bu con cào cào vậy? Cả một tuần không có một lúc nào rảnh rang nghỉ ngơi làm sao vậy? Anh ta trả lời như thế này: cha biết không, hồi con mới sang đây, bố của con là tạo mọi điều kiện tốt để cho con được học trường đại học ngon. Bây giờ con có công ăn việc làm tốt thì con cũng phải vậy chứ. Con cũng phải kiếm
mọi điều kiện tốt nhất để cho sau này hai đứa con của con nó được giỏi giang, nó học các trường đại học tốt chứ. Anh ta bảo phải học trường đại học tốt thì mới có cái gì tốt? Việc làm tốt. Việc làm tốt thì mới có cái gì nhiều? Tiền nhiều. Lý luận của anh ta rất đúng, không sai. Không sai. Và tất cả các phụ huynh trong nhà thờ này nên làm như thế. Nhưng mình phải vượt trên cái bình thường đấy. Con hỏi anh ta, ủa cái đó anh làm rất đúng, rất tốt, em không nói. Nhưng mà mình phải dừng lại một chút, mình giật mình. Mình cứ theo cái vòng tròn đấy cho cái gì? Cái câu hỏi là cho cái gì? Chúng ta đang sống trong một thời đại quá bận rộn. Lúc nãy con mới đi dâng lễ mà ban sáng Chủ nhật đây này, đường nó vắng ngoeo này. Vậy mà đến ngã tư đèn đỏ con dừng, thì con vừa đèn xanh, con chưa kịp bấm ga để chạy một cái, mà cái con đằng trước con còn có một cái xe nữa, nó chưa chạy sao con chạy. Cái anh đằng sau con píp một cái. Nó píp một cái thì cũng được nhắc nhở những người chạy đằng trước nếu quên, đúng không? Nó píp ba cái luôn. Vội vàng làm chi vậy? Cuộc sống chúng ta quá vội vàng trong mọi trường hợp. Mà con đọc cho quý bà anh chị em, ở đâu đó con đọc được cái bài thơ vội như thế này: vội đến, vội đi, vội nhạt nhòa, vội vàng sum họp, vội chia xa, vội ăn, vội nói, vội thở, vội hưởng thụ, mau để vội già. Con có đứa cháu nó khôn quá nên con thấy nó mau già, con thấy cái này đúng nhỉ. Vội sinh, vội tử, vội một đời, vội cười, vội khóc, vội buông lơi, vội thương, vội ghét, nhìn nhau lạ, vội tỉnh, vội mê, vội giật gà, vội quên, vội nhớ, vội đi, vội về. Chúng ta sống mà chúng ta quá bận rộn, quá vội vàng. Chúng ta không biết tất cả những cái hành động, tất cả những công việc đó cho cái gì đằng sau cái đó. Và quý bà anh cha bảo, cha ơi hôm nay cha nói về cầu nguyện, cha đưa ra những cái chuyện này để làm cái gì vậy? Để con nối với quý bà anh chị em. Quý bà anh chị em đến nhà thờ mỗi sáng Chủ nhật đây, quý bà anh chị em rất tốt, quá tốt nữa là khác. Hơn biết bao nhiêu người có khi một năm họ chỉ đi lễ hai lần. Rất tốt. Nhưng mà đây là xin quý bà anh chị em tha cho con. Không biết con nói có đúng không? Con không vơ đũa cả nắm. Con cũng thấy quý bà anh chị em đi nhà thờ ngày Chủ nhật cũng rất vội vàng. Đến vội vội vàng vàng, chưa xong thì cũng đã vội vội vàng vàng đi ra. Chúng ta quá vội mà chúng ta không biết tất cả mọi cái hành động của chúng ta cho cái gì. Chúng ta đến nhà thờ ngày Chủ nhật hay chúng ta làm bất cứ cái gì, bởi vì theo định nghĩa con người là một hữu thể biết cầu nguyện. Quý ông bà anh chị em đến nhà thờ đã tốt, nhưng hỏi thật, vội vàng đủ mọi chuyện chúng ta có đang cầu nguyện không? Chúng ta đến nhà thờ để chúng ta có một cái không gian tốt lành, thánh thiện, để chúng ta cầu nguyện, để nâng tâm hồn lên với Thượng Đế, nâng tâm hồn mình lên với một cái thực tại siêu nhiên. Nhưng mà đến vội vội vàng vàng, không biết bài đọc 1 là cái gì, bài đọc 2 là cái gì, bài tin mừng là cái gì, và không biết ca đoàn hát cái gì. Và rồi thậm chí thưa quý bà chị em, tí nữa đây chúng ta lên rước bánh thánh là Chúa cả trời đất, mình cũng lên như một cái máy vậy. Mình không biết rằng mình đang đón nhận thần linh vào trong cuộc đời của mình, quá vội vàng và chúng ta không có để ý. Vậy thì con mời gọi quý bà anh chị em, sống trong một cái thế giới bây giờ người ta quá vội vàng, người ta không dành cho người ta một cái không gian, một cái thời gian linh thánh. Con tha thiết mời gọi quý bà anh chị em. Quý bà anh chị em đã đi lễ Chủ nhật là những người quá tốt, con không chê vào đâu được. Nhưng con mời gọi quý bà anh chị em tiến cao hơn một bước nữa. Mỗi khi chúng ta đi thờ, đi lễ, hay kể cả những ngày trong thời gian của chúng ta riêng tư, chúng ta để cái lòng mình nó lắng đọng, để rồi chúng ta có khả năng nâng con người chúng ta lên gặp gỡ thần linh. Còn nếu không chúng ta cứ vội vàng mà như cái anh chàng kia đấy, con đi học trường tốt rồi để kiếm tiền nhiều, rồi cũng vậy thôi. Mà không tin hỏi những ai hai thứ tóc. Chúng ta sống vội vàng quá cho nên chúng ta không biết cuộc đời chúng ta nó băng đi quá nhanh, chưa sống mà đã già, mà chưa già đã chuẩn bị chết. Vậy thì chúng ta cầu nguyện là để chúng ta có không gian, thời gian thánh, để chúng ta biết được cái thân phận và ý nghĩa của cuộc đời của mình. Đấy là cái điều đầu tiên con muốn chia sẻ với quý bà anh chị em.
và không gian thánh, thời gian thánh ấy, chúng ta như lời Thánh Vịnh 63 nói như thế này: lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa, linh hồn con đã khát khao Ngài, tấm thân này mòn mỏi đợi trông, như mảnh đất hoang khô cằn không giọt nước, nên con đến ngắm nhìn Ngài trong thánh điện, để thấy uy lực và vinh quang của Ngài, bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống, miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương. Chúng ta đến cầu nguyện để chúng ta khám phá ra cái con người giới hạn của mình và khám phá ra cái sự toàn năng của Thiên Chúa, để ta và Thiên Chúa đi vào trong nhau và để chúng ta nâng tầm cuộc đời chúng ta lên, thưa quý bà anh chị em. Chúng ta không sống thấp lè tè như cây cỏ hay như các thú vật. Và làm thế nào để chúng ta nâng tầm đời chúng ta lên? Thì chúng ta phải kiên trì trong cầu nguyện, như bài tin mừng hôm nay Chúa Giêsu nói, phải kiên trì trong cầu nguyện. Nhưng mà trước khi nói kiên trì trong cầu nguyện thì con hỏi quý bà anh chị em, cầu nguyện là cái gì nhỉ? Mình phải cho cái định nghĩa trước đã. Quay sang anh Vũ một cái. Cầu nguyện là gì anh Vũ nhỉ? Đang mải nói chuyện với con, chả tập trung vào ý cha gì cả. Hay đang giải thích tiếng từ tiếng Việt qua tiếng Anh cho hai cháu. Cầu nguyện là gì anh Vũ nhỉ? Hay trêu anh ca đoàn? Nói chuyện với Chúa. Cầu nguyện là nói chuyện thân thưa với Chúa, là cái điều đó đúng. Nhưng mà theo cái định nghĩa của sách giáo lý Công giáo như thế này: cầu nguyện là chúng ta nâng tâm hồn, tâm trí của chúng ta lên với Thiên Chúa, chứ không phải cầu nguyện là để xin. Chúng ta hay nhầm lẫn cầu nguyện với cầu xin. Và nói như Thánh Francisco Assisi thì Ngài nói như thế này: một lần kia Ngài quay sang, Ngài hỏi các cái thầy dòng của Ngài như thế này: Thiên Chúa ban cho chúng ta đầy ân sủng và đầy ân huệ là cái điều đó, hoặc là chúng ta xin Ngài ban cho ân sủng và ân huệ, chọn một trong hai, chúng ta chọn cái nào? Thiên Chúa ban cho chúng ta những ân huệ, ân sủng này nọ, hay là chúng ta phải xin Ngài cho chúng ta những điều đó, chúng ta chọn cái nào? Thưa Thánh Francisco trả lời như thế này: chúng ta phải biết rằng Thiên Chúa là đấng toàn năng, Ngài không thay đổi, có thay đổi là thay đổi từ phía chúng ta. Vậy thì khi cầu nguyện, chúng ta đừng đòi thay đổi Thiên Chúa mà xin Thiên Chúa thay đổi mình, để mình với lên với Thiên Chúa, thưa quý bà anh chị em. Và đôi khi trong đời sống thường ngày, chúng ta cứ hay xin xỏ Chúa điều này điều kia. Đấy là cái sai lầm của chúng ta khi cầu nguyện. Mà cứ khi nào khó khăn thì mới xin, còn bình thường thì không xin, mà bình thường thì không cầu nguyện. Cái đấy là cái tệ của con người chúng ta. Khi nào chuẩn bị bồ đá hay là gia đình gặp chuyện nọ chuyện kia thì mới đến xin. Cái đấy không phải là cầu nguyện, khác nhau hoàn toàn. Cầu nguyện mà nói như là Đức Cha Phun Tân Xin, và Ngài viết như thế này, khi mà ông triết gia cổ đại người Hy Lạp Pythagore thì ông nói như thế này: ông đã cấm các môn đệ của ông cầu nguyện cho chính họ, vì khi họ cầu nguyện cho chính họ, họ không biết điều gì là lợi ích cho họ. Rồi ông Socrates thì còn nói với các học trò rằng: nếu các anh có cầu xin thì hãy cầu xin cho người khác, đừng cầu xin cho mình. Bởi vì khi chúng ta cầu xin là toàn cầu xin những cái điều ích kỷ cho chúng ta, mà những điều đó không tốt cho chúng ta về lâu về dài. Để con kết thúc, thưa quý bạn chị em, con hay lấy cái chuyện này mà con nhớ cách đây một vài năm con cũng đã lấy cái chuyện này ở đây rồi. Một mùa hè, có hai đứa cháu về ở với ông bà ngoại ở vùng quê. Nó cứ thấy sáng là ông bà ngoại đi nhà thờ đọc kinh cầu nguyện, đi lễ, rồi chiều về trước khi đi ngủ rồi còn ngồi đọc kinh thánh rồi đọc kinh. Nó bảo: thưa ông bà ngoại, ông bà ngoại cầu nguyện được cái gì mà cầu nguyện? Ông bà ngoại cầu nguyện được cái gì mà ông bà ngoại cầu nguyện? Thế là ông bà ngoại mới nói với hai đứa cháu của mình: ông bà cầu nguyện không phải là để được mà để mất. Nó bảo: lạ vậy, thì cầu nguyện phải được chứ, thì cầu nguyện để mất thì cầu nguyện làm cái gì? Thì ông bà ngoại trả lời cho các cháu như thế này: ông bà ngoại cầu nguyện để mất, mất đi tính nóng nảy, mất đi tính ích kỷ, mất đi tính gian tham, mất đi cái tính xét đoán người khác.
Cầu nguyện không phải là để biến đổi Thiên Chúa theo ý mình, mà cầu nguyện để khám phá chính mình thế nào đấy để mình sống tốt hơn, để nên giống Thiên Chúa hơn. Vì Thiên Chúa của chúng ta là đấng trọn tốt, trọn lành, Ngài toàn năng. Chúng ta cứ coi một bộ phim, nếu đang đến cái giai đoạn nhân vật chính nó bị tai nạn hay nó bị cái gì đó, chúng ta lo cho nó đúng không? Nhưng mà đến cuối cùng thì luôn luôn là happy ending cho cái nhân vật chính trong bộ phim. Thì cuộc đời chúng ta cũng vậy. Lúc mà chúng ta gặp cái truân chuyên khốn khó, tại vì chúng ta cứ nhìn mỗi cái lúc đấy thôi. Còn Thiên Chúa của chúng ta là Ngài dựng nên chúng ta, Ngài nhìn cả cái bộ phim. Đến cuối cùng Ngài sẽ dẫn đưa chúng ta đến cái happy ending. Vậy thì chúng ta chỉ có bổn phận duy nhất là cầu nguyện thế nào ấy để chúng ta khám phá ra và chúng ta hợp tác với ý định tốt lành của Thiên Chúa là đủ. Vậy thưa quý ông bà anh chị em, cầu nguyện là cần thiết, mà cầu nguyện làm thế nào để cho chúng ta biết khám phá thánh ý Thiên Chúa trong cuộc đời của chúng ta để chúng ta cộng tác với Ngài, thì khi đó chúng ta sẽ có bình an đích thực.